Dạ, Thái xin mến chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Thái xin chúc quý ông bà, cô chú cùng các bạn là thật nhiều sức khỏe, cùng nhau chúng ta vượt qua đại dịch nha cô chú anh chị. Thì hôm nay là Thái tiếp tục là đến nhà cơm chay miễn phí. Và hôm nay thì Thái có nhờ là chú Sáu là mua chứng dịch tặng mình hỗ trợ. Hôm nay là cái phần chứng dịch này mình sẽ hỗ trợ là cho bà con thuộc khu vực là xã Bình Chánh nha cô chú anh chị. 5.000 chứng dịch để là hỗ trợ 500 phần quà cho khu vực xã Bình Chánh. Thì hiện giờ thì do cái tình hình dịch bệnh thì các anh chị em hay bà con cô bác họ không đi làm được, cho nên là hoàn cảnh rất là khó khăn. Thì xã Bình Chánh có nhờ mình hỗ trợ, thì đây là cái phần quà là từ hồi đầu vừa dịch tới bây giờ là mình hỗ trợ nhiều nhất là đến 500 phần, nhưng mà mỗi một phần á thì cái giá trị nó không có được cao như là 200-300 phần trước nha cô chú anh chị. Thì mỗi một phần quà này nó chỉ giá là khoảng là 140.000. Tất nhiên là 500 phần quà này thì cái số lượng nó cũng lớn đó cô chú anh chị. Thì 140.000 một phần mà nhân cho năm đó thì là mình tính là cái tổng cộng cái phần quà này này nó gần là 70 triệu để hỗ trợ cho cái xã Bình Chánh. Thì bây giờ hiện giờ là hộp dịch là đang lên, tại vì ở trên này thì chú Sáu Kháng thì mua với cái giá là nó nhẹ hơn mình dữ lắm nha cô chú anh chị. Chẳng hạn như hộp dịch bên này bây giờ hiện giờ ở đây là nó có cái giá 2.300 đến 2.400 là một hộp, nhưng mà chú Sáu mua cho mình 5.000 hộp này thì bà con ở đây người ta phụ giúp thêm, tất nhiên là người ta để cho mình là 2.000 một hộp thôi. 5.000 hộp dịch này nó có cái giá trị nó là 10 triệu, thì là nổi cái phần hộp dịch không là 10 triệu, rồi mình sẽ cho là mỗi một phần quà thêm là một 15 gói mì, 15 gói mì, tất nhiên là nửa thùng mì ha, với là một chục trứng hộp dịch, với thêm một phần gạo 5 kg nữa. Đó là cái phần quà này hỗ trợ cho Bình Chánh là trị giá là 70 triệu nha. Thì mình cũng có nhờ là chú Sáu là mua gạo sẵn luôn cho mình luôn. Thì trong đây á, là gạo là mình chuẩn bị là 2 tấn rưỡi gạo, 2 tấn rưỡi gạo là 500 phần quà đây. Là hôm nay thì mình sẽ hỗ trợ là cho Bình Chánh, thì tiếp tục là ngày mai thì mình sẽ hỗ trợ thêm cho Bình Phú là thêm là 500 phần quà nữa, tất nhiên là toàn bộ là thuộc là huyện Châu Phú của mình nha cô chú anh chị. Nó thì bà con ở đây ở dưới quê hiện giờ thì do là đi làm không được thì bà con rất là cần những cái phần quà này. Thì mình cũng xin là đại diện là bà con ở khu vực huyện Châu Phú và bà con xã Bình Chánh và Bình Phú là cảm ơn là các cô chú mạnh thường quân rất là nhiều đã hỗ trợ cho hai xã nha. Bây giờ là bắt đầu là mình chuẩn bị về dưới sẽ chia quà ra. Thì những cái chứng dịch này á thì mình sẽ vô trong hộp, vô trong khay á cô chú, thì một khay một hộp á thì nó là 10 trứng, nó với là 15 gói mì, với là 5 kg gạo là 500 phần. Thì bây giờ mời cô chú anh chị cùng đi với mình đi về dưới để chia quà ra nha. Rồi con cũng xin cảm ơn chú Sáu rất là nhiều nha, đã hỗ trợ cho bà con. Thì nếu như mà mình mua mà 2.300, 2.400 là 5.000 hộp này là mình phải thêm gần 1,5 triệu nữa mình mới mua được đó. Dạ cảm ơn chú nhiều là có bà con người ta hỗ trợ cho mình. Dạ. Rồi. Chú thấy cần gì thì cứ cho mình hay, Dạ. mình sẽ hỗ trợ về vấn đề đi vận đi kiếm những cái chỗ rẻ Dạ mà dạ. mua cho bà con đỡ ra chút. Dạ dạ. Dạ. Nếu như mà 1,5 triệu thì nó cũng là được ra là cũng nhiều lắm, nó cũng Dạ cả cũng ngàn vậy. hộp nữa đó. Dạ. 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 Rồi, cảm ơn chú Sáu rất là nhiều nha. Dạ Dạ. dạ dạ. Không Rồi có thì gì. bây giờ mình sẽ đi về mình chuẩn bị đang soạn quà nha. Đằng ngày mai là mình sẽ đi giao. Rồi Dạ. thôi tạm biệt con nha. Dạ dạ dạ. Rồi cảm ơn Rồi chú cảm ơn. Sáu. Dạ, hiện giờ thì mình đã đem 5.000 trứng hộp dịch này về đến nhà rồi nha các cô chú anh chị. Đây thì cái sọt cái này khiên đây nè, nó muốn gãy, nó muốn gãy rồi đấy. Thì về những chứng dịch này thì ở đây mẹ mình với vợ mình với các anh chị ở đây sẽ là vô dĩ, thì vô dĩ như vậy nha cô chú anh chị, thì một dĩ như vậy là nó 10 hộp, nó thì 5.000 hộp dịch này là được là 500 phần quà cùng với mì. Mì vậy là một thùng 30 gói, mình sẽ chia ra làm hai là nửa thùng là 15 gói. Thì một phần quà của mình là gồm một dĩa hộp dịch 15 gói mì với là một phần gạo 5 kg. Thì bây giờ là đang xuống.
Đây. Chào quý khán giả coi. Chào ơi. Đây. Buôn ra chào đi. Xin chào các khán giả ở người Tây. Đây. Đó. Thì lúc trước thì trứng vịt này thì nó khoảng là 1.500 một hộp, và bây giờ là lên tới là 2.300 một hộp. Thì hộp vịt nó có giá lại thì cũng đỡ cho những người nuôi vịt nha cô chú. Đó, đỡ cho những người ta nuôi vịt. 2.300 mà chú Sáu ổng mua chỉ có 2.000 à, hết rồi đó. Rồi bây giờ thì các cô chú anh chị sẽ vô dĩ. Đang chuẩn bị là ngày mai mình sẽ gỡ 500 phần quà này cho bà con ở xã Bình Chánh. Đóng mạnh. Dạ, hiện giờ thì các cô chú anh chị là đang vô dĩ hộp vịt nha cô chú. Đây là vô dĩ đây. Đó. Thì một dĩ như vậy là 10 trứng. Thì cái phần mà dĩ này thì được một anh Mạnh Thùng Quân ở Mỹ đặt hàng gỡ vé trang mua và gỡ về cho mình. Thì cũng rất là cảm ơn anh. Thì có mấy cái dĩ này thì nó rất là tiện lợi. Nó không có bể trứng vịt nha. Đó, thì bây giờ là một người là có một công việc đây. Thì đây là ba mình bấm dĩ hụt vịt. Cái đó là chị Hai, vợ của anh Tài, là vô dĩ để ba mình bấm. Cái đó là mẹ mình đây. Thì chú Út hôm nay thì có cái vai trò là chắc hụt vịt vô. Tại cái này mình chắc vô cho nó gọn thôi. Để một chút nữa đó là mình vô mì với cô chú. Mình vô bột vô mì. Rồi mình sẽ để cái dĩ hụt vịt này vô. Thì cái phần quà này là khí thế từ trước tới giờ mình mới làm là 500 phần quà, là hỗ trợ toàn bộ trong cái xã Bình Chánh luôn. Thì tiếp đến bên đây là chị Hai Bằng. Cái đó là chị Nương. Cái đó là anh Bảy Lắng, là gia chính. Hãy mà lúc nào mà có quà hay là làm cái gì á là anh Ba Lắng là chạy qua là làm tiếp rồi nha cô chú anh chị. Nó thì bây giờ là 5.000 hộp. Bấm xong 5.000 hộp này là mình sẽ chuẩn bị tiếp là 250 thùng mì, là chia làm hai, tất nhiên là một người 15 gói mì, là cũng sẽ là chuẩn bị là 500 phần quà là mì này luôn, nó là dùng chung vô với thêm là một phần là gạo 5 kg. Nó thì bây giờ là các anh đang vô nha. Trứng vịt thì hôm nay thì cũng được bà con hỗ trợ là cũng khá đó cô chú. Tất nhiên là hộp vịt này hiện giờ là 2.300 đến 2.400 một hộp do mình làm từ thiện. Thì các anh đã bán với cái giá rẻ hơn là 2.000 một hộp. Nó thì 5.000 hộp này nó có giá trị là 10 triệu nha cô chú anh chị. Thì cái phần quà hôm nay 500 phần quà này nó có trị giá là 70 triệu để gửi cho xã Bình Chánh. Thì bây giờ là đang làm. Đây không phải vậy. Đây. Này bỏ vô nè. Đó. Rồi ok. Nè. Xong. Bấm này là vậy là êm là chất lượng đó cô chú. Rồi ok.
Dạ thì bây giờ thì các cô chú với anh chị đang vô thì cũng gần rồi rồi nha cô chú. Thì bây giờ là tiếp tục bên đây là mình sẽ chuẩn bị tiếp là 250 thùng mì, là chia làm hai là được là 500 phần ha, 500 phần quà. Thì mẹ mình là đang đếm xéo quà ra. Nó cũng sót lỡ lai gai hoài. 22. À cho nè. 6 quá nhiều rồi hả con. 6 rồi chưa? Bên đây rồi chưa? Đây đây đây. Vô làm sao đâu. Nè cái này nè. Đưa đây ba. Nè úp xuống nè. Đó. Đây. Đem cái đồ bấm nó qua đây bấm đi. Đưa cái đồ bấm sau lưng em. Nè. Bấm này luôn đi cho gọi đi, bấm này rồi cho gọn đi luôn. Lấy cái bọc ra. Một phần quà là như vậy nha. Mì 15 gói. 2 4 6 8 10 12 14 15 đây 15 gói mì, một hộp hộp vịt, cột lại vậy đây đó, với thêm một bao gạo 5 kg. Ok xong. Vô bọc và để sát góc này luôn. Thì hôm nay là soạn quà là tới chiều luôn đó.
4 6 8 10 12 14 15 Nếu đi phá cửa đem chìa khóa từ đây. Chết quên nữa. Đây thì mỗi phần quà mình hôm nay là có thêm một phần nữa nha cô chú, là thêm một tấm giấy. Đây là Mạnh Thường Quân, kênh YouTube Tôi Người Miền Tây gửi tặng thân chúc bà con thật nhiều sức khỏe, cùng nhau vượt qua đại dịch. À, cũng là những câu chúc này bỏ vô đây. À, rất khéo luôn, mới học chiêu cuộc mới của Bảy Lắng. À, mới học chiêu cuộc mới của Bảy Lắng bên đây. À, đây bỏ vô đây. À, đó có quay luôn. Thả vô. Đẹp luôn. Khoảng 500 phần quà này mà không có bà con tết rồi, kể như là mình đã là gia đình là làm không nổi đâu. Để vô đây. À, Dạ, hiện giờ thì 500 phần quà này thì mình đã soạn xong rồi nha cô chú anh chị. Thì 500 phần quà này thì cái dự tính là ban đầu của mình là 70 triệu. Thì trong đó đó là mình tính luôn là cái mì mình đã mua rồi nha cô chú anh chị là 70 triệu. Nhưng mà mì mình đã mua rồi, mình hôm trước là mình có báo với là cô chú Mạnh Thường Quân
là mì là mình mua là rồi là mình còn cái tổng cái số tiền đó là nó là 22.560.000 là mì là mình đã mua rồi. Thì hôm nay á, thì mình mua thêm là trứng với gạo nữa. Thì hôm trước á, thì cũng có một số là cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã có ủng hộ thêm để giúp vô cái quỹ, giúp cho bà con gặp khó khăn nha. Thì một lần nữa thì mình cũng xin công bố lại là lúc trước á, là mình xin nhắc lại là mì là mình đã mua rồi, là cái số tiền quỹ mình còn 22.560.000. Thì bây giờ á, là có cái nhóm là có bà con là ủng hộ thêm, là nhóm cô chú anh chị ở Mỹ là ủng hộ là 1.000 đô, gồm có là chị Diễm, Vân Du, Yến, Tigani, Quý, Linh La, Bích Ngọc, Phượng Đặng, anh chị giấu tên, rồi Muội. Thì tổng cộng là được thêm là 22.685.000 nữa. Và gia đình của anh Nguyễn Ngọc Phi Long, gồm có là cô Nguyễn Thị Hạt và chú Nguyễn Văn Hải, là hỗ trợ thêm là 40 triệu nữa nghe cô chú, 40.833.000. Với là thêm một Mạnh Thường Quân nữa là Tiết Anh Ngô là ủng hộ 4 triệu. Thì tổng cái số tiền mà chưa có quà này, chưa có quà này đó là 90.078.000. Thì hôm nay thì mình mua cái số quà này là để gửi cho bà con, là hỗ trợ cho bà con ở xã Bình Chánh, là gồm là 5.000 trứng vịt, 5.000 trứng vịt nó có cái giá là 10 triệu, rồi 2 tấn gạo với cái giá là 24 triệu. Thì tổng cộng cái số tiền mà mình trừ lại, tất nhiên là 90.078.000, mình trừ cho là gạo với trứng là 34 triệu. Thì tổng cộng là số tiền quỹ mình còn là 56.078.000. Là không có tính tiền mì đó nghe cô chú anh chị. Nhưng mà cái phần quà này mình tính tiền mì luôn, là dự tính là nó là 60 triệu, là 59 triệu. Là tất nhiên là mình tính chỉ có là gạo với trứng thôi. Còn mà là tính gạo với trứng là 34 triệu. Tính luôn mì á, là mỗi một thùng mì hiện giờ ở quê mình á, nó có cái giá trị là từ 100 cho đến 140 ngàn. Nó, nhưng mà mình đã mua mình vừa trước rồi, nó sẽ rẻ hơn. Thì tính toàn bộ cái số phần quà này là nó 59 triệu, là được các cô chú Mạnh Thường Quân này là hỗ trợ để mình soạn quà cho bà con. Thì một lần nữa thì mình cũng xin thay mặt là bà con xã Bình Chánh là xin cảm ơn là cô chú anh chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Là chúc gia đình cô chú anh chị Mạnh Thường Quân là thật là nhiều sức khỏe, cùng nhau vượt qua đại dịch nha. Thì chuẩn bị cái phần này thì ngày mai bắt đầu là mình đi phát cho bà con. Thì mình sẽ phát tặng nhà cho các cô chú anh chị em. Thì nó cũng hơi là nhiều quá cho nên là mình phát cũng hơi khó nha cô chú anh chị. Thì mình sẽ phát theo cái tiếng dọc trước ngoài mặt đường thì mình sẽ phát. Còn những cái phần còn lại thì mình sẽ gửi cho các chú từ thiện hoặc là những người đại diện ở đó sẽ phát cho bà con. Thì video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc nha cô chú anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị vào một video tiếp theo nha. Bye bye, xin chào. Yeah.